Manchester United, từ máy đốt tiền đến sói già trên thương trường. Mùa hè nào cũng vậy, Manchester United luôn có những quyết định chuyển nhượng khiến người hâm mộ phải lắc đầu ngao ngán. Nhưng ở thời điểm hiện tại, bầu không khí tại Old Trafford đang tích cực hơn nhiều. Manchester United, từ máy đốt tiền đến sói già trên thương trường. Năm ngoái là 60 triệu bảng cho Mason Mount, một cầu thủ đang sa sút phong độ và chỉ còn một năm hợp đồng. Trước đó là gần 70 triệu bảng cho Casemiro đã ngoài 30 tuổi. Và một năm trước nữa là thảm họa với lần trở lại thứ hai của Cristiano Ronaldo. Trong số nhiều lý do khiến Manchester United thi đấu dưới sức trong thập kỷ qua, việc lãng phí tiền bạc trên thị trường chuyển nhượng có lẽ là nguyên nhân lớn nhất. Những người đưa ra quyết định ở Manchester United dường như hoàn toàn không quan tâm đến những yếu tố như độ tuổi đỉnh cao của cầu thủ, khả năng thương lượng, thời hạn hợp đồng và giá trị vị trí. Năm này qua năm khác, họ sẵn sàng trả phí cao cho những ngôi sao đang trên đà xuống dốc. Những cầu thủ không được đội bóng nào khác quan tâm với mức giá tương tự, những người sắp hết hợp đồng hoặc những cầu thủ không phù hợp với yêu cầu của vị trí. Mỗi thương vụ thất bại càng làm suy giảm lợi thế tài chính của Manchester United so với các đối thủ, và cuối cùng dẫn đến kết quả thảm hại ở mùa giải trước, xếp thứ 8 và thủng lưới nhiều hơn ghi bàn. Nhưng với sự xuất hiện của ông chủ mới Sir Jim Ratcliffe hậu thuẫn bởi tập đoàn Ineos, cùng với việc bổ nhiệm Jan Ashwood làm giám đốc thể thao, mọi thứ đang thay đổi. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy điều đó là đúng. Hai bản hợp đồng đầu tiên của Quỷ Đỏ mùa hè này chỉ có tổng cộng 41 tuổi và những mục tiêu chuyển nhượng khác đều là những cầu thủ đang ở độ tuổi đỉnh cao với kinh nghiệm Champions League. Vậy là xong. Manchester United sẽ đơn giản trở thành một câu lạc bộ bóng đá bình thường và thành tích sẽ tương xứng với nguồn lực. Cũng không hẳn. Ít nhất là chưa. Mùa giải buông thả ở Old Trafford, Manchester United là một trong những đội bóng tệ nhất Premier League mùa giải trước. Họ chỉ đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng, cả về điểm số 60 điểm và hiệu số bàn thắng bại 1. Nhưng thực tế còn tệ hơn thế. Hiệu số giữa bàn thắng kỳ vọng (XG) và bàn thua kỳ vọng (XA) của Manchester United là 12-5, chỉ đứng thứ 15 giải đấu. Ben Tovani, một nhà phân tích từng làm việc cho AC Milan và hiện đang làm việc cho công ty tư vấn của Ian Graham, cựu trưởng bộ phận nghiên cứu của Liverpool, đã thực hiện một số nghiên cứu công khai về tính dự đoán của các chỉ số khác nhau từ mùa này sang mùa khác. Khi so sánh bàn thắng với XG, ông nhận thấy rằng sự gia tăng độ chính xác dự đoán khi sử dụng XG so với bàn thắng tương đương với sự khác biệt giữa việc sử dụng bàn thắng, bàn thua so với không có thông tin về sức mạnh đội bóng. Đó là một khởi đầu, nhưng sau đó Tovani nhận ra rằng sự kết hợp giữa XG và bàn thắng thậm chí còn tốt hơn, một hỗn hợp khoảng 70% XG và 30% D là điểm tối ưu. Điều này cho thấy các đội có sự khác biệt lớn giữa tổng số XG và bàn thắng thực tế đang làm những điều tốt, xấu mà các mô hình XG không thể nhận ra. Ông phân tích: vì vậy, chúng ta có thể lấy một phiên bản đơn giản hóa của điều này và tạo ra một xếp hạng bàn thắng là trung bình của chênh lệch XG và hiệu số bàn thắng của một đội. Trong số 70% cho chỉ số đầu và 30% cho cái thứ hai. Dưới đây là cách các số liệu này trông như thế nào từ mùa giải Premier League vừa qua. Dựa trên điều này, Manchester United bước vào mùa giải tới với sức mạnh đội bóng dự kiến nằm ở khoảng thứ 14 giải đấu. Nhưng hãy hào phóng và nâng nó lên thứ 10. Quỷ Đỏ đang ở cùng một nhóm với khoảng 6 đội khác, từ Crystal Palace ở vị trí thứ 10 đến Fulham ở vị trí thứ 16. Chúng ta sẽ nói rằng nếu không có quá nhiều chấn thương, Manchester United sẽ nhảy lên vị trí thứ 10, dẫn đầu nhóm đó. Vì vậy, ngay cả với cách đọc hào phóng đó, Manchester United vẫn còn cách rất xa một ứng cử viên cho tấm vé Champions League. Mặc dù một câu lạc bộ có quy mô như thế này không chỉ nên cạnh tranh để giành quyền tham dự Champions League mà còn phải vô địch, nhưng Manchester United có thể không ở trong cả hai hạng mục này. Điều này có nghĩa là hai điều: một, đội hình rất tệ, vì vậy bạn có thể ký hợp đồng với gần như bất kỳ ai ở bất kỳ vị trí nào và cho rằng đó là một sự nâng cấp. Hai, họ có thể nhắm mục tiêu vào những cầu thủ có nhiều khả năng giúp họ trong một vài mùa giải hơn là ngay bây giờ. Tại sao Lenny Yoro và Joshua Zirkzee lại mang đến điều gì đó mới mẻ?
Cầu thủ đầu tiên mà Manchester United chiêu mộ mùa hè này là Joshua Zirkzee. Tiền đạo 23 tuổi đến từ Bologna. Có nhiều người không thích thương vụ này, chủ yếu vì Zirkzee là một trung phong không ghi được nhiều bàn thắng, 9 bàn thắng không phải từ chấm phạt đền từ 7.4 sg trong 32 lần ra sân chính thức. Trung bình mỗi 90 phút, Zirkzee đạt 0.24 npsg, bàn thắng kỳ vọng không tính penalty, chỉ hơn 1% so với Antony. Một cầu thủ không thể tệ hơn của Manchester United mùa trước. Tuy nhiên, Zirkzee cao lớn, di chuyển tốt và thành thạo hầu hết mọi nhiệm vụ trên hàng công. Thông thường, đây là kiểu cầu thủ mà các huấn luyện viên dễ phải lòng, những người trông rất hay trong những pha bóng nổi bật và trong những tình huống phối hợp nhỏ, nhưng cuối cùng không bao giờ làm được điều thực sự quan trọng. Nhưng cũng có một khả năng là anh ta sẽ phát triển thêm một chút trước khung thành, đồng thời duy trì tất cả các kỹ năng cầm bóng khác của mình. Dù sao thì những chi tiết cụ thể bây giờ cũng không quan trọng lắm. Theo trang Transfer Market, Manchester United đã trả 35 triệu bảng để có được Zirkzee. Những tài năng trẻ hàng đầu thường yêu cầu khoảng 10-15% doanh thu của một câu lạc bộ, nhưng phí chuyển nhượng của Zirkzee chỉ chiếm 6% doanh thu gần nhất được báo cáo của Manchester United. Tuy nhiên, điều đó không đúng với Lenny Yoro, trung vệ 18 tuổi từ Lille mà Manchester United đã mua với giá 53 triệu bảng. Phải đến tận tháng 11, Yoro mới tròn 19 tuổi nhưng anh đã chơi gần 3.500 phút tại Ligue 1. Trong số các trung vệ thuần túy dưới 18 tuổi, chỉ có 3 người khác chơi nhiều phút hơn trong một giải đấu hàng đầu của châu Âu trong thế kỷ này, Rio Ferdinand, Kurt Zouma và Malanga. Những cái tên đó là một đại diện khá tốt cho những kết quả có thể xảy ra đối với Yoro. Ferdinand là một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Zouma là một cầu thủ gần đạt đến đẳng cấp Champions League và xa vừa trở lại Pháp sau vài năm thất bại với Chelsea. Zirkzee và Yoro mới ở dạng tiềm năng. Với tất cả những lời đồn đoán về Yoro như trung vệ xuất sắc tiếp theo của Pháp, vẫn còn rất nhiều kịch bản cho một cầu thủ ở độ tuổi đó. Và mặc dù khá khó để định lượng hiệu suất của trung vệ, nhưng không có nhiều tín hiệu thống kê về màn trình diễn của Yoro cho đến nay. Anh thắng một con số trên trung bình trong các pha tranh chấp trên không và một con số dưới trung bình trong các pha tắc bóng. Khi cầm bóng, Yoro hoàn thành hơn 90% đường chuyền của mình. Nhưng anh chỉ xếp thứ 29 trong số các trung vệ Ligue 1 về giá trị mang lại với những đường chuyền của mình và thứ 2 trong số các trung vệ trong đội của mình. Nhưng ngay cả với những dấu hỏi, điều này vẫn cho cảm giác đây là một canh bạc mà Manchester United có thể chấp nhận được. Phí chuyển nhượng khoảng 8% doanh thu gần nhất của họ. Và điều đó vẫn thấp hơn một chút so với mức 10-15% thường yêu cầu một đội bóng để có được một sao mai hàng đầu. Nhìn vào 100 thương vụ chuyển nhượng lớn nhất trong 4 mùa giải qua, chúng ta có thể thấy những yếu tố dự đoán thành công trong tương lai được xác định bởi giá trị thị trường của cầu thủ. Một năm sau khi chuyển nhượng, cao hơn phí chuyển nhượng ban đầu. Zirkzee mới 23 tuổi và giá trị thị trường của anh trên Transfer Market là 42 triệu bảng. Trong khi Yoro, 18 tuổi, có cùng giá trị thị trường. Thêm vào đó là phí chuyển nhượng 35 triệu bảng của Zirkzee và 53 triệu bảng của Yoro. Người đầu tiên dự kiến sẽ tăng giá trị 20.3%, trong khi người sau được dự đoán tăng 27.8%. Mặc dù có những lo ngại với cả hai cầu thủ, Manchester United đã trả phí không quá xa so với giá trị thị trường cho một cặp cầu thủ trẻ vẫn chưa đạt đến đỉnh cao. Đối với Manchester United, đó là một bước đi đúng hướng. Luôn có rủi ro với Manchester United. Kết quả có vẻ ổn nhưng quá trình xây dựng đội hình lại thiếu thuyết phục. Chúng ta hãy bắt đầu từ vị trí huấn luyện viên. Nhiều người dự đoán Erik ten Hag sẽ bị sa thải, nhưng có lẽ chức vô địch FA Cup đã cứu ông. Dù lý do gì đi nữa, Manchester United cũng đã kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm một năm, kéo dài thời hạn của huấn luyện viên người Hà Lan đến hết mùa giải 2025-26. Nhiều người không cho đây là sự ủng hộ tuyệt đối dành cho Ten Hag. Một sự ủng hộ thực sự sẽ là một bản hợp đồng mới ngay sau khi mùa giải kết thúc. Thay vì thông báo vào ngày 4 tháng 7, câu lạc bộ không muốn bước vào mùa giải với một huấn luyện viên tạm quyền chỉ còn một năm hợp đồng, vì vậy họ đã thêm một năm nữa. Theo logic đó, còn 2 năm hợp đồng là một năm hợp đồng mới.
Vì vậy, Manchester United có một mùa giải thoải mái khi kết quả ngắn hạn không quá quan trọng. Nhưng họ cũng có một huấn luyện viên có thể cảm thấy cần phải đạt được kết quả nhanh chóng để có thể gia hạn hợp đồng thêm một lần nữa và tránh rơi vào tình cảnh chỉ còn một năm hợp đồng ở mùa giải tới. Nói một cách đơn giản, ban lãnh đạo Manchester United cần có một tầm nhìn dài hạn cho câu lạc bộ và họ đã đưa ra cam kết tối thiểu cho huấn luyện viên của mình. Nhà báo Rob Dawson của ESPN đã viết khi Manchester United thông báo gia hạn hợp đồng một năm cho Ten Hag sẽ giữ nguyên điều khoản trong hợp đồng của mình. Có nghĩa là ông ấy sẽ giữ quyền phủ quyết chuyển nhượng, vốn là một phần của thỏa thuận khi ông ấy đến từ Ajax vào năm 2022. Ten Hag chỉ dám tin những cầu thủ từng dùng qua. Sự bất ổn của thời kỳ Ten Hag tại Manchester United có thể được tóm gọn bằng số lượng cầu thủ được mua về có mối liên hệ nào đó với Ten Hag. Trước mùa hè này, 4 trong số 16 cầu thủ được ký hợp đồng dưới thời huấn luyện viên hiện tại từng chơi cho ông trước đó. 3 cầu thủ khác là người Hà Lan hoặc chơi ở giải Hà Lan. Một cầu thủ khác, Rasmus Højlund, được đại diện bởi cùng một công ty với huấn luyện viên Manchester United. Đối với một câu lạc bộ như Manchester United, có thể trả lương cạnh tranh với mọi đội bóng trên thế giới. Không có lý do gì để các mục tiêu tối ưu của họ chỉ tình cờ có những mối liên hệ trực tiếp với người huấn luyện đội bóng. Điều đó có nghĩa là, 1. Manchester United đã hạn chế việc tuyển trạch các cầu thủ trong quỹ đạo của huấn luyện viên hiện tại, hoặc 2. Manchester United có một huấn luyện viên mà thành công trong quá khứ của ông phụ thuộc vào một nhóm tài năng cụ thể. Cả hai đều không tạo ra sự tự tin. Với Jaeger, đó là một cầu thủ người Hà Lan khác. Và hai bản hợp đồng mới nhất của Manchester United trong mùa hè này là trung vệ Matthijs de Ligt và hậu vệ cánh Nusay Majao. Cả hai đều chơi cho Ten Hag tại Ajax. Mục tiêu duy nhất nằm ngoài nhóm này là trung vệ Jarrad Brangwathi của Everton, nhưng anh có thể rất khác so với de Ligt. Trong hơn 3.000 phút thi đấu năm ngoái, Brangwathi hoàn thành 74 đường chuyền hướng lên trên. Trong ít hơn 1.500 phút cho Bayern, De Ligt hoàn thành 98 đường chuyền. Tại sao đây là hai mục tiêu cho cùng một vị trí? Nhưng ngay cả với tất cả những thiếu sót được liệt kê ra, nó vẫn tốt hơn những gì đã xảy ra trước đó. Vì vậy, với ban lãnh đạo bóng đá mới của Manchester United, đã có một sự thay đổi khá rõ ràng về cách tiếp cận. Chỉ là nó vẫn chưa phải một phiên bản hoàn thiện. Nếu người hâm mộ Manchester United hy vọng có một sự thay đổi hoàn toàn so với quá khứ, một cách tiếp cận mới và sáng tạo để xây dựng một đội bóng đưa câu lạc bộ trở lại vị trí cạnh tranh cho chức vô địch Premier League và Champions League, họ vẫn sẽ phải chờ đợi. Nhưng chí ít, đến lúc này, con thuyền đang đi đúng hướng.